Vụ hoa hậu bán dâm, Thùy Tiên bị nghi ngờ có liên quan và đang âm thầm khởi kiện. Sau khi bị công chúng đặt nghi vấn về mối quan hệ với các tú ông trong vụ hoa hậu bán dâm, phía công ty chủ quản của hoa hậu Thùy Tiên cho biết sẽ có hành động pháp lý để làm rõ. Hoa hậu Thùy Tiên vướng rắc rối vì liên quan tới hai tú ông trong vụ hoa hậu bán dâm. Ngày 6 tháng 11, hình ảnh Thùy Tiên người đẹp đăng quang Miss Grand International 2021 thân thiết bên hai tú ông. Trong đó có Huỳnh Thanh Thuận, đối tượng bị cơ quan chức năng khởi tố vì hành vi môi giới mại dâm vào ngày 3 tháng 11 khiến dư luận xôn xao. Theo đó, không chỉ thường xuyên tương tác, Huỳnh Thanh Thuận còn tạo hẳn một album ảnh riêng cho Thùy Tiên với nhiều lời có cánh trên mạng xã hội Facebook. Ngoài ra, trong một bức ảnh được đăng tải, Thùy Tiên cũng xuất hiện bên cạnh tú ông Lê Hoàng Long, người bị bắt vì hành vi môi giới mại dâm cho các người đẹp trong showbiz vào tháng 9 năm 2022. Liên hệ với quản lý của Thùy Tiên, phía nàng hậu không đưa ra phản hồi gì liên quan đến những nghi ngờ vụ hoa hậu bán dâm. Trong khi đó, đại diện công ty Sen Vàng cho biết việc nghi ngờ Thùy Tiên liên quan đến vụ hoa hậu bán dâm là thông tin bịa đặt, vu khống. Công ty và Thùy Tiên sẽ không đưa ra câu trả lời về vụ việc này, luật sư của Thùy Tiên sẽ sớm đưa ra thông báo chính thức. Tháng 9 năm 2022, Thùy Tiên cũng từng dính lùm xùm khi tú ông Lê Hoàng Long bị bắt. Khai với cơ quan điều tra, Long đã giới thiệu hai người đẹp có tên T, H và T, T, khá tiếng nổi trong giới showbiz Việt Nam, là celeb hạng A. Thời điểm đó, người đẹp cũng bị cộng đồng mạng đặt vào diện nghi vấn. Tuy nhiên sau đó, đại diện Cục Cảnh sát Hình sự khẳng định Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên không liên quan đến đường dây bán dâm này. Tại thời điểm trên, bà Phạm Kim Dung, Tổng Giám đốc Công ty Sen Vàng, trưởng ban tổ chức Miss Grand Việt Nam đưa ra tuyên bố khẳng định tất cả các hoa hậu, á hậu thuộc đơn vị quản lý đều là những cô gái trí thức, giỏi giang và có nhân cách, đạo đức, sống có trách nhiệm với cộng đồng. Hoa hậu Thùy Tiên sinh năm 1998 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô từng theo học chương trình quản lý khách sạn và nhà hàng quốc tế Đại học Hoa Sen. Người đẹp đăng quang Miss Grand International 2021, Hoa hậu Hòa bình Thế giới, hôm 4 tháng 12 năm 2021 tại Bangkok, Thái Lan. Tin tức trên đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của chúng tôi. Các sự kiện nổi bật ở nước ta và trên thế giới sẽ được Hoàng Châu Channel cập nhật tại bản tin trưa vào lúc 13 giờ và bản tin cuối ngày vào lúc 20 giờ. Đừng quên theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức quan trọng nào. Xin được kính chào và hẹn gặp lại!